Yeah. Hãy anh em ạ, cảm ơn anh. Chào anh em à, chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình tiếp tục vào video đi săn nha anh em. Hôm nay mình đi săn buổi sáng nha nè. À, chưa có mặt trời luôn nha nè. À, mặt trời mới mọc rồi. À, mặt trời mới mọc đó bánh rồi nè. Hôm nay mình đi săn dây mẫu ná Adam V1, khác tên mình đây anh em ơi. Khổ hung hôm nay đi săn hung Adam khổ 12-1925 nha anh em. Hôm nay mình đi săn với Kickstart. Hôm nay đi săn hàng mini anh em ơi. Có mình thấy khá nhiều anh em hỏi mình sao mình không đi săn hàng khủng. Là chúng mình không có hàng khủng nha anh em. Thì biết đi xa có hàng khủng đó, kiểu như đi xuyên tỉnh thôi anh em thì có hàng khủng, nhưng mà kiểu như mình ngày thường mình đi làm anh em, mình ít có thời gian rảnh mình đi săn á. Mình mà ngồi lâu mình cũng mới có thời gian rảnh một bữa, nên mình để vòng vòng khu vực An Giang mình anh em đi đi săn. Chứ mình làm YouTube bên chủ đội săn bắn này kiểu như là mình làm gì đam mê á anh em. Đam mê rồi mình đi bắn qua YouTube kiểu như là chia sẻ những cái ngày đi săn á anh em. Nên mình không có đi xa đi được anh em ơi. Tại ngày thường mình mắc đi làm, công việc chính mình là đi làm anh em. YouTube đây kiểu như là mình làm gì đam mê thôi. Đây, tại hôm nay mình sẽ đi hết gì đó nè. Đây anh em đã thắc mắc nha. Rồi, mà anh em cùng theo dõi hết video đi săn nha. Anh em xem video hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực ra nhiều video hơn nha anh em. Rồi, gách rô. Có cái cây rồi, gì đi nghe. Chuẩn bị ở sông nè cưng. Còn tức cho nó móng. Bài gì? Rồi, được lắm. Yep. Anh nói rồi, anh nói chuẩn bị gọi xong rồi, gọi xong. Giết cần câu. Bỏ đi chó chết. Chưa, chưa cho nó dòi như vậy nè. Chết rồi đó. Chết rồi. Cái này nó dễ hơn không? Cần câu còn mắc nữa. Dướng đầu dướng nó trôi ra kìa. Chắc không? Chắc. Giờ sao dướng à? Sao vớt nó? Đi. Mẹ. Sáng sông. Sao nữa? Sáng sông. Giết đi. Trời tại không có. Cần câu mày để cái gì nó chạy xuống sông luôn rồi kìa. Lạnh chắc lạnh lưa. Dạ. Còn có gì? Lội sông luôn. Giết. Cho nhanh anh em. Trời ơi trời, nó trôi xuống cái cầu luôn rồi kìa. Nó móc cái gì vô cái bọc của ta.
Để anh nó gọi chuẩn bị ở xong nè, gọi liền. Viên đầu tiên nha nè, viên đầu tiên buổi sáng. Trời gấp quá quên cỏ cháo luôn. Trời ơi. Rồi chí kia dắt về dắt cả mạnh luôn. Anh nói mà trời nói mà. Anh thấy nó chơi kìa. Viên đầu tiên đấy. Trời ơi nó chọi hết nổi luôn quái này. Quái cái chữ này. Đây đây anh. Anh ơi cho bây giờ xong rồi rồi. Buổi sáng nha anh em. Cầm ba đó. Rồi tiếp tục anh em ơi. Mát không? Mát. Quá mát. Cái tao giờ mới hết biết đường luôn mày ơi. Nãy tao tưởng cái cục gì không á, tao dậm em, em tưởng cái cục gì không hả? Anh thấy nãy giờ luôn mà anh ngồi anh dậm hoài thấy cái mỏ nó rút nên mới mới biết á. Cò ép hả? Cò ép anh em ơi. Mình dậm nó rút một cục, mình tưởng kiểu như cái lá khô á anh em, mình tưởng mấy cái lá này nó khô nó rụng sung. Thế nó nằm cái nó đưa cái lên gì nè anh em ạ. Tưởng cái lá khô. Hay ngày dầm kỹ dữ lắm. Mình dầm kỹ dữ lắm mới biết rồi mình bắn cái nổ cái bóc rồi anh em ạ. Nãy tính bỏ rồi đó. Hay hay nó sớm giờ mà tưởng cái lá tưởng bỏ rồi. Dầm kỹ hay dầm giống giống nó bắn đại chứ. Đây anh em ơi, coi nha. Coi này cắn đau đòi gì ha. Đây coi nha nè. Trời anh còi sống nhẹ dữ ta. Còi này sống nhẹ vậy. Có hịch thà gì không nhẹ vậy. Trời trời anh còi này bia lao hay vậy anh em ơi. Trời ơi chết nó ấm nhắc nè. Kê đi, có ngồi được rồi. Không được 50g nữa. Bánh túi kìa. Nghe còi nhỏ ta. Không con này bự gì đó. Thôi còi lép mà. Tiếp tục. Chết không? Có sao? Gắt kìa. Rồi bay luôn rồi. Nhẹ nổ không? Nhảy 2 giò luôn. Nhảy 2 giò luôn. Nó nổ gì mà nó không gớt quái cái chữ thiệt. Cái binh anh tưởng nó gớt rồi mà nó không gớt. Bay cả lại, cả lại, cả lại. Adu. Rớt kìa ơi. Vãi chưởng viên đầu bóng trúng cái cây nè, không qua anh em. Rớt nè. Bẹp bẹp thì tới xấu. Viên đầu anh bắn cái trúng cái cây cái cốc nó không qua luôn. Anh móc đạn cái kiếm anh bắn hiệp viên hai nó rớt luôn. Được, có cần câu ơi, cần câu móc. Anh câu móc. Ừ, đi anh nhánh cây á. Về việc phải tới số anh em. Viên đầu vẫn trúng nhánh cây nó không bay. Cho mình thêm cơ hội nữa mà. Không. Bòi 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 cái anh Khang ơi. Cái gì? Bòi cái anh Khang. Khang chết rồi. Chết rồi, mắc hả? Chờ em anh bòi cái này. Rồi chúng cây nha. À, nó ngóc cái đầu kìa. Cây không sao bắn, ở đây có thấy cái đầu đâu. Rồi thấy rõ nè, thấy rõ nè. Nè thấy rõ nè. Vô đầu chưa? Gì? Không, cây này cứng á. Cây này nó dẻo đâu phải giòn đâu gái.
Sợ vô cái đầu mà còn ngước ngước rồi kìa. Lội sông cho nhanh anh em ạ. Làm cái móc bự quá thì mấy con nhỏ móc cũng không vừa luôn. Nước bữa nay nhiều dữ ta. Đẹp như này. Bắn gì vô vô mình nó cốc cốc mà nó còn sống hoài á. Nè chúng chúng cái đầu cái mỏ bơm chứ. Ấy da, bị bẹp nha anh em. Ồ con này cũng nó muốn già. Đó. Rồi tiếp tục nha anh em. Rớt. Rớt. Rớt kìa, chạy vô kìa. Chạy vô kiếm kìa. Bỏ luôn. Không có đường vô anh em ơi. Bắn chúng bị bẹp chắc nó xài đâu trong đó. Con nó chắc xài đó. Không có đường vô rồi. Trời trời, cỏ hầm gì không à. Thôi bỏ không đi. Có nguyên cái hầm ở giữa luôn. Với cỏ ngu mà dương gì rớt. Rớt. Chết luôn mày kìa ơi. Cái gì? Cậu sao ngược xương mình á. Chết mày mẹ anh em ơi. Mình bắn hình như là ngay cổ hay ngay đầu vậy anh em ạ. Nó rớt ngay cái áo rồi. Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ đi qua sông nha anh em. Ngay đầu hay ngay cổ rồi cưng ơi, nó rớt hẳn rồi. Rồi ít rô. Đi nè. Rồi hiện tại hai anh em mình đã qua cái chỗ bắn cái quyền bẹp rồi nha anh em. Rồi bây giờ hai anh em mình xuống mình sẽ chứ kiếm quyền bẹp nha anh em. Hy vọng mà sẽ gặp nha. Xuống ngay góc luôn gặp rồi cưng ơi. Trời ơi trời bắp mèo trời ơi trời ơi tuốt cái giòn cái tét giờ luôn rồi. Em nói rồi bắp mèo bệnh luôn. Mày dở quá mày không dám vô chân kìa. Mày sợ cái sợ gắn cái gì. Anh kêu mày xuống ngay cái góc rồi mày gặp. Này bây giờ anh kinh nghiệm bắn đi săn 300 năm nay nè. Nope. Vô rồi gặp liền nè. Đâu rồi. Nè ngay góc luôn nè. Thấy không? Đâu. Đã kinh nghiệm đã bắn cái chết ngắt rồi. Nè chậm ơi. Dạ. Đâu. Sao thấy nó teo nhỏ gì vậy. Chắc già quá nó rút hay vậy. Già quá. Đó là bẹp nha anh em. Đó nè anh bắn thấy chết thẳng xong rồi. Đâu có chạy đâu. Rồi xuống miếng mộm nhẹo. Miếng mộm nhẹo lên khang. Đâu. Nè. Bắn. Ây da. Nãy con quắt hay con trà nước anh khang. Anh không biết. Giờ không biết đâu quắt. Chạy hồi nãy gặp nó chạy qua trời rồi sao bắn. Nãy anh lại là nó chạy tới đâu. Nó chạy vô cái bụi rồi chứ. Bay bị mệt nha nè. Khá là dài nha. Rồi tiếp tục. Có chạy ngứa anh em ơi. Trời ơi nguyên cái bụi cỏ voi rồi anh em chui trong. Ngứa quá ngứa. Rồi tiếp tục nha nè. Bay không? Không. Không anh vừa chạy vừa bắn luôn chứ. Rớt. Rớt. Trời ơi bay hả?
lượm đi kìa. Quẹo luôn đi bạn, hai con hay gì kìa. Quẹo qua đi. Cu cu ta hay gì trời. Đó. Trên dạ hả? Ừ qua đây. Gớt rồi gớt. Dây điện. Để xuống xe bắn gớt nè bạn. Ngồi trên xe khó bắn quá. Rồi gớt. Nè còn con tơ nữa anh em. Thôi con tơ cho nó sống đi, không bắn anh em ơi. Con này cu mưa gì không biết. Để xíu à. Nó đậu anh em. Bài rồi. Bắt tại mình trên xe khó bắn, không có tư thế bắn thôi. Okay. Xuống xe gớt. Rồi vô tối đi. Không biết bay không? Đừng bay con. Rồi rồi. Chiến này sai lầm quá lớn của Google cờ mình nè. Sai lầm quá lớn nè. Sai lầm quá lớn khi đậu rồi. Rồi trời, trời gì rồi. Rồi tôi xuống tôi lầm rồi đó kẹt. anh tôi xuống dưới anh lượm rồi đó mà sao nó bay anh lại mà ấy cái chữ thiệt trời. Sai lầm quá đó. Sai lầm quá đó. Chuẩn bị gắt rồi. Gắt chưa? Gặp vô ôm đi kinh. Nãy phất cây không? Chắc xuyên từ ân xuyên lên tới đầu luôn quá. Thấy không? Cái gì? Thấy hả? Rồi cô dặn cho anh em. Bắn chúng chỗ nào á, có dặn. Chỗ chúng chắc từ đích xuyên tới đầu luôn á. Nó ra kìa ơi. Đầu. Xuyên. Nè, rút con lông ra luôn nè. Rồi chỉ vô kìa. Rồi tiếp tục. Trời ẩm cân. Bắn ngắm sao con cụ không trúng trúng bóng đèn. Báo. Ngắm con cụ không trúng trúng bóng đèn mới đẳng cấp à. Nghe động hay vậy? Rồi vô tối luôn. Thấy em chỉnh cái kiến hậu rồi sao em vợ ông cụ. Cụ dặn nha anh em. Rồi. Ước một lần được mớm. Rồi tiếp tục. Rồi. Ghê là em bị vô mày. Nó em bị vô mày. Phải chữ thiệt. Bắn ông túa tùm ôm chưa anh em ạ. Đây anh em, hư ông đây anh em ơi. Đó nè. Đây. Rồng túa tù lum chừng mà nó không gớt ở đây mày. Nó bay hẳn ra ngoài đó luôn. Ghẹ cái đó ở ngoài nữa nó còn nghe một cái bịch nữa anh em ạ. Cứ nghe không? Cắm đầu anh tưởng nó gớt cái hầm người ai ngờ nó gượng bay lên lại.
quá buồn luôn. Gần mình gần từ từ ngoài đó anh em, gần từ mà gần quá, gần gần rồi mình lội ngay cái hầm này đó anh em, lội ngay cái hầm này luôn. Nó lội không dám nhảy, nó bay anh em ơi. Rồi mất tiêu không, tiếp tục anh em ơi. Sai là quá rồi. Âm bi luôn. Rồi mắc tích tôm. Gớt ý. Tưởng gớt rồi chứ. Cái bịch. Gớt. Ghi cưng ơi, ghi cưng ơi. Chỗ này nó cạn, chỗ này cạn. Số bước xuống luôn đi. Chỗ này cạn mèo à. Ui dần nha anh em, ngay đầu cái gì vậy đó. Gặp đi, anh mới gặp cái con gì bay ở đây nữa nè. Rồi cua đắc bay luôn rồi. Cua đắc này trên cây tre này nó bay anh em ơi. Được chưa? Đây anh em ơi, cua dặn nha anh em. Ngay đầu nè anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi. Ê. What? Còn. Ơ bay. Trời ơi, mạnh đạn chứ ta. Bay không hả? Trời ơi, bắn sao nó không xì nhê, bắn con bắn nó lạc ngửa luôn á. Lạc ngửa luôn mà. Ông một chùm luôn kìa. Mạnh đạn. Âm bi anh em ơi, tiếp tục. Rồi, chào anh em ơi, hiện tại mưa mà anh em ơi. Hiện tại hai anh em mình đang đang chạy xe chạy về. Đây. Sắp chết rồi. Mưa vậy đó em ạ. Cái ngày khoảng một giờ mấy hả? Một lửa rồi, hơn một lửa rồi. Rồi, nói chung là cũng đủ mọi anh em ơi, cỡ ký mấy rồi. Rồi gì anh em ơi. Hôm nay là món chiên mắm anh em ạ. Chiên mắm ha. Không có. Ok. Cái này anh với này mình nói chuyện hết nổi anh em ơi. Anh cũng bệnh luôn anh em ơi. Rồi chiều nay bắt cô hướng uống vào cái mũi này. Phải chữ thiệt. Rồi let's go về ơi. Rồi chào anh em ha. Hiện tại hai anh em mình đã về tới nhà nha anh em. Mưa quá trời mưa anh em ơi. Bữa nay đi săn dắt sáng thấy nắng thấy ok ơi, dắt chiều mưa nè. Đây anh em ơi, mưa nè. Chắc này trời mưa chứ đang trong nhà hơi tối anh em thông cảm nè. Nhà hơi chật chội anh em ạ. Rồi hôm nay đi săn được nhiêu đây anh em ơi. Nè sổ ra cái hao nhỏ đi, còn mình nhớ ông mình bỏ vô cái hao bự. Tại giấc này mưa rồi nên hai anh em mình ra ngoài trời không được anh em ơi. Không nhiều quá. Có hai bịp cũng nặng nè. Đó. Hôm nay mình sẽ làm món chiên nước mắm nha anh em. Rồi đổi khẩu vị bữa chiên nước mắm. Mới mua cây khò không này cơ. Nè. Mới mua cây khò nè anh em ơi. Cái trò này ba hôm mua bao nhiêu? 30.000. 30 sao anh mua 6 dụng vậy? Ai biết đâu. Vậy anh mua về nó rẻ. Cái khò nè. Cái khò vừa rồi mấy đứa nó khò nè. Người ta khò. Người ta khò hang á, người ta cầm vậy nè, cầm khò cho nó cháy, cầm khò cho cháy hang rồi lấy đồ quạt nó đẩy trực tiếp trên cái hao hoài vậy nè anh em. Đẩy trực tiếp hoài vậy nè. Nên khò cái rồi nó nóng anh em, rửa cháy nóng nó quéo sơ y bọng vậy chứ nó quéo nó văng hết cha luôn nè, hư luôn. Rồi nhớ ông nè. Rồi giờ hai anh em sẽ nhớ ông nha anh em. Kết vô. Rồi chào anh em ha, hiện tại dầu đồ sôi rồi anh em ơi. Giờ mình chuẩn bị mình chiên nha anh em. Đó.
mình chiên thì mình đã dầu dầu cho nó nóng anh em cái đây dầu cho nó nóng anh em, nó nóng lên cái rồi mình đã rửa cho nhỏ lại để nó vàng chết luôn. Rồi giờ mình sẽ làm tỏi nè. Làm tỏi mình bỏ vô. Cười quá nhỏ. Nè anh em ạ, mình tỏi mình bỏ vô. Chắc là dầu nó nóng dữ lắm, nóng 7000 độ C đó anh em. Thả chiều vô cái nó bắn chạy từ vườn. Không biết nó bắn không mà nó thả cái nó nổ nó chảo. Chắc được mà. Em thấy bắt ăn giờ thấy nó nóng rồi, nó lên bọt rồi kìa. Tắt đi. Tắt bếp đi. Nóng quá mẹ anh kia rồi. Này thả vô chắc bắn. Rồi giờ mình sẽ bầm bầm tỏi ra cho nó nhuyễn nhuyễn nha anh em. Rồi cameraman xin chiếu vào cái chảo nè. Rồi bây giờ mình sẽ để vô nha anh em. Thử nha anh em. Thử cho nó thơm nè. Thơm không? Thơm. Thơm mà hơi thấy ghê xíu. Sao mày làm gì giống Superman này để nắp dùng gì dữ vậy. Thôi rồi không? Rồi giờ mình Bỏ chiên đi nha anh em. Bắn quá bắn rồi. Bỏ vô anh em. Anh để vô anh đảo xào cho xăng lại không được nữa. Không uống cà phê đen không uống được. Vậy mày không uống không? Không uống cà phê đen không uống được. Bây giờ làm cà phê sữa thì uống không? Đây. Rồi cho nó xăng rồi. Rồi mà anh em có uống cà phê sữa không hả? Cà phê sữa uống mau đi lắm nha các bạn. Ngon. Ok. Mời các bạn ai? Mời bạn uống cà phê sữa rồi nha. Đó. Rồi giờ mình sẽ thử cho nó thơm anh em ạ. Một chảo luôn nha anh em. Cho nó thơm rồi hồi mình làm nước mắm mình chế vô nha. Để hôm nay anh làm cái món này ăn được không? Đấy. Hay là tào tháo rượt nữa chứ trước làm món chiên sớt anh em. Ăn tào tháo nó rượt đâu 2 ngày. Đau bụng muốn chết luôn á, ăn cho sáng ăn ăn chắc chiều anh em, cái tối đau bụng. Rồi mình đi đau bụng cái mình đi giải quyết xong cái rồi mình mua hút ỉa mình uống vô. Anh nói chuyện rất là nghiêm túc sao cưng cừ rồi vậy. Rồi giờ sẽ đi làm nước mắm anh em ơi. Rồi chào anh em ha. Bây giờ mình sẽ làm nước mắm nha nè. Ở chỗ này hơi tối anh em thông cảm nha nè. Nhà mình hơi chật chội anh em thông cảm. Đây. Cháy nước mắm vô nha nè. Quay vô ngay nè. Rồi. Nước mắm vô. Lần đầu tiên anh làm món này không biết đâu có cháy nhiều đi. Rồi
miếng bột ngọt đi anh em. Khoảng 2 muỗng cà phê bột ngọt. Khoảng có muỗng đường anh em ạ. Rồi. Quay ngay này cơ. Rồi giờ mình sẽ để ớt vô ha. Mình thì hết ớt nhiều anh em ạ. 5 trái đủ không? Đủ. Nay không có vào chảo anh Khang. Mày không có bắn vào chảo thôi chứ anh em ơi. Thu với mình đẹp. Thu với mình đẹp cũng được chơi. Nhiều đây đủ hai anh em mình. Rồi giờ mình sẽ bằng nhuyễn ra nha anh em. Bằng nhuyễn ra. Rồi, rồi, rồi giờ mình sẽ bỏ vô đây nha. Nếm nếm. Đó. Cầm được nắm anh em ơi. Rồi mình đợi cái này nè anh em. Đây nè. Mình đợi cái nó khô khô quá nè. Khô rồi mình khô trứng rồi mình sẽ chế với mắm như sau nha. Rồi giờ sẽ đợi cho nó khô nha mọi người. Rồi chào anh em ơi, hiện tại chim nãy giờ chiên cũng khô khô rồi anh em ơi, gần chín nè. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước mắm luôn nha. Đây mắm đây, quay chuyện mắm đi. Cái mũi nó đặc nồng như vậy. Cái mũi nó hôi anh em ạ. Cái mũi đó nó ngặt lên em muốn chết luôn. Anh để ớt nhiều quá trời mà. Vị nó ngon. Chim chiên nước mắm nha các bạn. Rồi chế vô hết rồi. Đợi cho nó thấm nha nè. Nhỏ đỏ trong này không ok cơm ớt hơi nhiều nha này. Hồi nãy mình chế vô anh em nó kiểu như nó cái mùi nó nồng quá nè, cái mùi ớt luôn, nó nồng nó sạch như thế này anh em ơi. Này món mới chắc em á, món này ăn giờ mà biết ngon đó không biết ngon không à, mấy hồi thử thực tế mới biết hay là ăn vô tào tháo được không biết, còn bị dí vô hồi bữa không. Rồi để chút thưởng thức anh em ơi coi ngon không. Rồi giờ sẽ đợi chín anh em ơi. Rồi hiện tại chim đồ chiên chín rồi em ơi, nhưng nó hơi quá lửa, nó hơi đen cho anh em ơi. Cái nó đen cái vàng vàng ngon ngon anh em ơi. Nãy ấy lửa quá trời luôn rồi. Tắt không kịp. Có gì còn, thấy vừa rồi. Còn cái đen cái đực được anh em ơi. Tại tỏi ớt nó bị khét á. Đúng rồi. Đường nữa. Có đây đường. Nãy hồi nãy ta tắt lửa không kịp, nó khét vậy. Khét đường chứ không phải khét chim. Đúng rồi, cái này đường giống như đường nãy nước mắm anh em, nước mắm có đường bột ngọt á nó hơi khét anh em. Nãy mình chiên mới đầu mình khử nó vàng khè đó, thấy nó đâu có nó vàng vàng à, chứ nó đâu có vàng được chị phải không? Chứ mình chế nước mắm vô cái vậy nó vàng khè. Ai cái đó mày á, cơm mày ăn chỗ. Rồi giấc này no ăn cơm mình. Đó. Cái đó bỏ đi được thôi. Trời ơi tỏi.
Đây nè mày. Rồi đây hành quả đây. Nó hơi nó vàng vàng vậy nè anh em ơi. À, cũng đẹp mắt đấy. Rồi. Rồi, hiện tại gấp cái dĩa rồi, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức rồi, rồi kẹt thưởng thức trước đi. Cùng miếng nghe các bạn. Rồi. Sao? Được không? Hắt bãi rồi. Được. Ngon không? Ngon á. Anh Khang ướp gì ăn lắm nha bạn. Gì ăn hả? Để nước mắm cũng vừa lắm. Mềm không? Thấy mềm hay thế mềm hay à? Mềm. Ok, cái món chiên sớt quá không? Ok hả? Ăn không thử đi. Ăn không thử đi. Vừa ăn luôn rồi anh Khang à, khỏi chấm cũng được á. Được, bữa này mà thành công. Nói chung ăn giờ thì nó ngon, nhưng không biết tao háo được không là chuyện nè. Tiếng trước ăn cũng ngon mà tao háo được quá trời luôn. Rồi. Ok không? Cắt luôn các bạn. Quất hết không cần, ăn còn sương không? Quất sương không? Dọn mà. Thôi. Cái gì? Đây, quay nha. Rồi, nói chung kẹt ngon đó anh em ơi. Giờ tới mình nè. Rồi kẹt cũng đã ăn thử, bây giờ tới mình nha anh em. Dục miếng em ăn ra. Vậy dục miếng nó ra, miếng em mới ăn á. Rồi rồi mày ăn. Để thôi mày cứ ăn đi, còn cái cánh à. Mình không nên ăn thứ ăn thế nào. Cái này nó hay khét nè mày ạ. Cổ để mình làm cái miếng khác nào mình mời anh em. Cô dành anh em ơi. Rồi mà anh em ăn cái miếng cô dành nha. Mày cần cổ cọ nó ăn thử hay khét anh em ạ. Anh ăn không thử ai coi gì chưa? Mời anh em nha. Còn mềm. Vừa ăn mặn mặn, ngọt ngọt. Nói chung mà cũng vừa ăn. Rồi cái muối. Nói chung vừa ăn thì cũng vừa ăn, chứ dễ gì bỏ qua chút muối nè anh em. Muối gì này mà thôi bỏ được không? Vừa ăn cỡ nào cũng phải chấm muối này vậy anh em ơi. Rồi mà anh em ăn rất ít rất cô giặt nha. Rồi. Ngon lắm anh em. Cũng hơi nhiều để lấy cái chén. Đây một cái. Hết bài luôn anh em ơi, ngon. Đây. Rồi mà anh em ha. Vừa ăn cái muối này chua chua nữa. Ngon anh em ơi. Nói chung là mình làm ok ngon thì mình nói ngon nha anh em, chứ không phải mình nói dốc nha anh em. Cũng như ngon mình nói ngon cho anh em đang làm theo anh em thử thức thử. Chứ như mình làm không ngon rồi mình nói ngon anh em làm theo không ngon đồ, kiểu như nó mắc công sức của mình anh em ơi. Đó. Mắc công sức của anh em đồ. Rồi giờ ăn cái cần cổ khác anh em ơi. Có cò sida. Hơi khét ăn này chắc nó hơi khét à. Giòn gụm luôn. Giòn gụm luôn. Không, nó giòn, nó có khét, nó kiểu như nó thơm thơm, nó mặn mặn, ngọt ngọt của anh em, nó không có khét đâu, chứ nó không có đắng. Cái xanh xanh này là chút nha anh em, thơm á. Ăn trời gió mát, trời mưa đồ đúng lại nha. Có hồi nãy đi săn thì về nó hơi cực chút anh em ạ, mưa bập bả. Về mất mưa muốn bệnh luôn. Mưa quá trời mưa anh em ơi. Đây, rất là ngon. Rồi nói chung là bữa nay là cái món này ok nha anh em. Rồi anh em cứ áp dụng cái món này anh em làm ăn thử nha. Okay. Cái này là ngon thiệt nha anh em.
Rồi ok. Chào anh em ha, mình xin tập dừng video tại đây anh em ơi. Anh em xem video hay cho mình xin một like, một cái kênh ủng hộ mình nha anh em. Nãy giờ hai anh em mình ăn hết luôn rồi anh em ơi. Nè đang chiếc xương giờ nè. Sao bữa nay ăn ok không? Ok. Đi ăn với lời khen ướt một lần được mớm luôn các bạn. Đù ướt một lần được mớm luôn ha. Ướt một lần được mớm. Trời ơi, đi khăn mà nó ướt được mớm không anh em ạ. Chung mình bắn cũng được thôi anh em ơi, chứ không có hay quá. Không hay quá anh em ơi. Nên anh em khỏi so sánh mình như các anh em khác nha anh em, mình bắn cũng giống như bình thường thôi chứ không có hay gì đâu anh em ơi. Bắn hên thôi anh em ạ. Nên anh em khỏi đi so sánh các anh em nó hữu khác. Mình kiểu như làm vô YouTube gì đam mê thôi anh em ơi. Chia sẻ những ngày đi săn của mình. Rồi, bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây anh em ơi. Rồi ok. Tạm biệt anh em nha.